Chào các bạn. Trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn dựng 3D cho hình này nha các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn dựng 3D cho hình này. Rồi, thì các bạn quan sát trước trên hình này có cái phần đế cao 20 này các bạn. Là nó có cái thứ bao là 65 và 70. Tôi vào kết tôi dựng cái mặt cái thứ bao này 65 và 70 trước nha các bạn. Rồi, các bạn mở xem trong này. Mình chọn kết trên mặt phẳng XY nha các bạn. Tôi vẽ cái 65 và 70. Nó có chiều cao là 20 các bạn. Tại chút nó là 20. Rồi, phía trên cái phần 20 này là cái phần cao 35 ly nè các bạn. Phần cao 35 ly này là cái đường kính 45 ly nè các bạn. Cái đường kính 45, cao lên tới 35 ly. Mình vẽ cái đường kính 45 vô. Mình chọn kết về mặt này. Mình vẽ đường tròn là 45. Cao lên là mình để trước lên các bạn. Mình nét luôn các bạn. 35. Rồi, tiếp tục. Có thấy ở trên cái phần trụ 45 này các bạn, ở trên mẹ trên đầu nó bị cắt bởi một cái R20 và R15 này. Hiện tại nó có viền lò ra tới đây các bạn, 50. Thì ta vẽ cái R20 và R15 vào. Mình chọn mặt phẳng là ý chết nha các bạn. Rồi, đồng thời ta mượn cái đường này để xác định cái tâm này. Rồi, ta vẽ luôn cũng được các bạn, ta vẽ luôn. Ta sử dụng lại luôn. R20 và R15. Ta chim bỏ đi cái phần này các bạn. Rồi, các bạn thấy là nó đồng về hai hướng là 50 ly này các bạn. Đó. Đây, 50. Và ít chút về hai hướng. 50 chia 2 là 25 các bạn. Rồi, đó 25 rồi. Rồi, các bạn add nó luôn nha. Rồi, bây giờ thì trong cái hình của anh ta nó không có cái phần này, nó sẽ mất luôn cái phần này luôn các bạn. Đó, các bạn coi lại nè. Đây, nó xuyên qua luôn, nó không có chưa còn lại phần giữa này. Đó, thì mình trim bỏ phần này đi các bạn. Và solid nè các bạn, trim cut nè, cắt nè, mình chọn cái khối solid và mình chọn nó cắt bởi một cái mặt các bạn chọn cái mặt nha. Rồi, cái phần bỏ đi mình chỉnh thứ phần bỏ đi là phần trong này đó. Rồi, ok. Chúng ta đã làm tới cái phần này rồi và ở giữa này nó có một cái lỗ nè các bạn. Cái lỗ này là nó trùng bước đường này và đường này là tiếp tiến đường này là R15 nè các bạn. Có lỗ này đường kính 30. Có lỗ này đường kính 30. Mình tạo cái lỗ 30 đường kính 30 luôn các bạn. Bạn vào solid và tạo lỗ nè. Ở chỗ này. Rồi, các bạn chọn cái tâm của cái đường tròn này là nó là điểm này. Đó. Đường kính là 30. Rồi, mình cho nó là xuyên suốt luôn các bạn. Rồi, ok luôn. Đó. Mình đã tạo xong những cái này rồi. Giờ tiếp tục mình làm cho cái phần 15 này các bạn. 15 10 ly nè. 15 và 10 ly. Mình tạo cái hốc này, hốc 15 và 10 ly này.
mà cái hốc này nó xuyên qua luôn các bạn, xuyên suốt qua và nó nằm trên cái bề mặt của thằng 20 này. Mình chọn kết cho cái mặt này các bạn. Rồi mình mượn cái đường này các bạn, rồi mình vẽ cái thước 15 và 10. À, các bạn trùng cho tâm nó trùng lên với đường này, thì cái đá cạnh đá này trùng trên mặt này các bạn. Các bạn vào ràng buộc, các bạn chọn nó, chọn hai đường này, các bạn vào ràng buộc nó tiếp xúc nha. Rồi ok, mình thoát kết các bạn. Rồi mình sẽ dựng đùng cái hotfixer nó này để mình trim bỏ cái này đi các bạn. Các bạn ít chút, các bạn mua nha. Các bạn chọn là xuyên suốt luôn. Rồi ok. Rồi đó, hiện tại mình đã tận này rồi. Và tiếp tục chúng ta tạo cái hốc này các bạn. Cái hốc có R12.5 này. Và ở đây người ta không có ghi cái thước, và mình thấy đấy, nó na ná bằng đồng này, cho nên mình ghi là 5 luôn các bạn. Này là mình phỏng đoán thôi, còn vẽ kích thước chính xác thì cần phải có đầy đủ số liệu. Còn này mình đoán thôi, tập vẽ mình đoán thôi, này khoảng bằng này làm cho là 5 đi các bạn, khoảng 5 nha các bạn. R12.5 ok trên đây các bạn. Rồi mình vẽ cái mình mượn cái đường khổ mượn luôn các bạn, là 12.5 2.5. Rồi vào đây. Rồi thoát kết và mình đi chút nó 5 đi. Mình đây các bạn, một hướng 5 đi. Rồi bên đây nó cũng có các bạn, thì ta copy qua các bạn, đối xứng, ta đối xứng qua, ta chọn mặt, ta đối xứng qua, chọn hai cái mặt này, đối xứng qua các bạn. Mình chọn cái bề mặt để mình đối xứng đó các bạn đó. Rồi rồi các bạn chọn nó có hai cái đó. Rồi okay. Rồi tiếp tục ta tạo hai cái dốc này, thì cái này có R10 và nó trụ xuống là 5 đi các bạn. R10 trụ xuống 5 đi, có tăng trong cái cạnh biên này. Ta chọn kết, ta mượn cái đường này R10, ta chọn giữa cái đường này các bạn. Rồi thoát kết, mình hết sức xuống 5 ly. Rồi chỉ mua luôn okay. Rồi tiếp tục ta thấy trong đây, thì ở đây nó đoạn này là 5 ly, đoạn này là 10 ly, R10 từ đây vào đây là 10 và từ đây là 10, tức là cái đoạn này là góc này là 45 độ nè các bạn, góc này 45 độ. Rồi thì ta tiếp tục chút tiếp các bạn, chọn cái mặt này xuống 10 ly và ta tạo không mới nha các bạn. Rồi xuống. Rồi ta tạm thời ẩn cái thằng này đi các bạn. Rồi ta coi coi. Tạo không mới các bạn. Ta ẩn thằng này đi. Rồi ta vác cái chỗ này các bạn, thì cái vác này có hai cái, nếu mà ta xác định được cái góc thì ta vác theo phương pháp này. Ta xác định được cái góc nha các bạn. Bốn mươi lăm
trường hợp này là tôi xác định được cái gốc. Đó. Còn nếu ta không xác định được cái gốc, ta không xác định được cái gốc, thì các bạn chỉ mở một cái mặt, thì cái mặt đó các bạn dựng thế này, chọn cái này này, rồi các bạn chọn vào cái này, chọn từ đường vẽ thêm một cái đường hai điểm từ điểm này đến điểm kia. Đó, các bạn chọn điểm thứ nhất, điểm thứ hai. Đó. Rồi các bạn chim cái khối xích mà bở cái mặt này. Đó. Xong. Rồi bây giờ ta mở cái và ta trừ hai cái khối điểm với nhau các bạn. Mình vào xích mình trừ nó đi. Rồi ok. Rồi mình đối xứng nó qua thôi các bạn. Đó, mình đối xứng nó qua thôi. Đối xứng qua một cái mặt. Thì qua ba thì nó tạo một mặt. Thì mình chọn hai điểm thì nó sẽ tư vấn trước có phải không? Nếu mà đúng thì mình khỏi chọn điểm thứ ba. Ok rồi các bạn. Rồi, mình kiểm tra lại một lượt nữa coi có mình còn thiếu gì không. Mình mở qua cái nhìn phương pháp nhìn này. Rồi, nay nhìn là dễ nhìn nhất là các bạn thử kiểm tra coi. Nó có giống cái này không? Đây. Rồi các bạn, cái bài hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài sau. Rồi, chào tạm biệt các bạn.